Tư có gọi điện thoại vô. Từ lúc trước vô đây gặp tụi tôi cũng cao dữ lắm. Anh Dưỡng muốn học được chị Liên ơi. Trưởng phòng nghiệp vụ thể thao. Đây là anh Lai, hiệu trưởng trường Liên Thao. Là anh kỷ niệm tấm lòng của Nam ơi. Hết hết. Đại nghĩa, đại nghĩa hơn đại nhất. Có hơi gì hơi đau hết. Quê là quê. Trước là cũng dân của cháu, rồi Tuấn tốt nghiệp của tài năm 72, ra đi vào đại học. Tôi cũng là một mà hồi năm thường là băng một lớp. Anh em làm sao? Dạ, băng rồi đó. Anh ở Nông Dân hả? Không, ở đâu? Ở Điện Quang. À, Điện Quang. À, đã được có chân tâm không? À, bảo quá lắm. Vậy là đến Trung Quốc cả lại. À, đâu đi lò với nhau. Từ ngày hôm qua là mình vẫn còn hơn Đà Nẵng. Thì còn tới nhà này sao không biết. Chiều đi Đà Nẵng vô trong cái bóng đá rồi. Bóng đá cơ sở à? Anh nghe điện cho anh Hà kêu là chuyện gì 4 giờ gì đó. Lần này lần thứ mấy? Dạ, em có đi một lần rồi. Có đi lần rồi. Hồi trước là năm ngoái em đi vào Cà Mau, nhưng mà giá tại đây có mấy người bạn ở đó làm bên làm bên xã hội mà giá ngang mà xíu. Bây giờ ngon lắm. Ở đi Cà Mau thì đi ngang ở đây. Dạ. Ngon. Giờ bấm mất chết rồi, mà chị đó. Lúc thi qua học là mấy cô bận từng lớp không mà ở trong nhà cô. Bà con là của chú quản mình ở trang này đông không? Cái đông thì nó rất là đông, nhưng mà cái tham gia hội đồng mà hương thì có 300 gia đình. Ồ, 300 nhiều lắm. Có thể cả gần còn một ngon lắm, nhưng mà không có cái tinh thần vô. Mời họ thì họ người để tính là đây chủ tịch phường phải không? Có ai chủ tịch phường có chủ tịch phường đây không? Có đi đây. Cũng là xin lỗi đó mấy anh. Con làm cái bản. Anh ơi. Không biết rồi nó vậy đó hả? À đánh đời trước giờ đây. Ồ vâng. Sư này. Tôi bỏ quê hương luôn rồi như thế. Quen đi gặp cho nên là Đinh Phi phó chủ tịch phường Cẩm Lệ. Cẩm Lệ. Lâu quá vậy chứ. Biết rồi, nhớ gặp rồi. Phải hơn rồi. Gặp Trương Duy. Đây.
lại đó nha. Rồi làm cái sở văn hóa đó. Đại văn hóa. Dạ. Đúng rồi. Thấy chưa? Đúng rồi. Đại văn hóa. Nhớ mình vô đây là mời đoàn vô trong mấy đêm. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Giáp Quang Thạch đã viết: quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Thật vậy, trong tiềm thức của mỗi con người chúng ta, khi nghe đến hai tiếng quê hương, trong lòng bao giờ cũng dâng trào sự cảm xúc nhớ nhung thiết tha. Chính vì lẽ đó, hôm nay tại thành phố Cần Thơ bấy nhiêu này, được sự đồng ý của Ban Liên lạc Đồng hương Hoàng Nam Đà Nẵng cùng một số anh chị em là hội viên, thống nhất tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với các đoàn đại biểu nhân về dự hội khỏe phù đồng toàn quốc do Cần Thơ đăng cai. Đó là lý do của chương trình giao lưu này. Kính thưa quý vị và các anh chị, thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn đến ban liên lạc và một số anh chị em, hội viên đã đồng hành và tài trợ cho chương trình này. Và xin cảm ơn âm thanh ánh sáng huy thể, cảm ơn studio Văn Kỉnh Cần Thơ đã tài trợ phim ảnh, cảm ơn ban nhạc câu lạc bộ Vero, và chân thành cảm ơn đến ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên nhà hàng Làng Nước Hẹn Hò đã giúp đỡ tận tình và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ban tổ chức chúng tôi thực hiện chương trình này. Kính thưa quý vị, đại diện ban liên lạc đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng có ông Lương Quang Trí, trưởng ban. Kính mời. Ông Nguyễn Chí Đào, phó ban. Ông Phan Sâm. Xin lỗi vì anh Sâm tới trễ cho nên. Ông Nguyễn Hữu Động, phó ban. Và một số anh chị em là hội viên và ủy viên trong ban liên lạc, đó là trong đó có nhiều ủy viên thường trực như ông Phan Trữ, ông Nguyễn Lộc và ông Nguyễn Hà. Về phía khách mời có đoàn công tác của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng, có ông Nguyễn Hoài Nam, phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Xin mời ông. Ông Lê Trung Chinh, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Đức Lợi, chủ tịch công đoàn ngành Sở Giáo dục thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Thanh Hùng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng. Ông Đoàn Ngọc Độ, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng. Ông Trần Văn Phi, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Phúc Linh, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng. Và các cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cùng với các thầy cô là trưởng các phòng ban sở, trưởng phòng Ủy ban Nhân dân của quận 7 quận huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. Giới thiệu ông Nguyễn Tấn Thắng, giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Văn Anh, chủ tịch công đoàn ngành. Ông Trần Ngọc Diệp, trưởng đoàn hậu khỏe phụ đồng tỉnh Quảng Nam. Cùng các thầy cô giáo, trưởng phó phòng Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Văn hóa Thông tin Du lịch, đại biểu đài truyền hình phát thanh tỉnh, công an tỉnh, đại diện cho huấn luyện viên các đội tuyển
Dạ xin mời, xin chúc mừng các đoàn đại diện. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Chí Đào, chủ nhiệm câu lạc bộ. Ông Trương Minh Triết, phó chủ nhiệm. Ông Dương Hoàng Nam, phó chủ nhiệm. Ông Lê Đình Thâu, phó chủ nhiệm. Và một số anh chị em là hội viên cùng tham dự chương trình này. Đặc biệt, chương trình giao lưu xin chào đón một số khách mời của chương trình. Kính thưa quý vị và các anh chị, để chào mừng chương trình giao lưu, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lương Quang Tiến, trưởng ban liên lạc Đồng Hương có lời phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý cô chú, kính thưa quý anh chị Đồng Hương, Quảng Nam, Đà Nẵng, kính mến, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị đến dự buổi họp mặt hôm nay. Nhân dịp các bạn vì miền Tây đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi sự hiện diện của quý vị nơi đây là niềm vinh hạnh, tự hào và động viên cho tất cả cộng đồng Đồng Hương, Quảng Nam, Đà Nẵng nói chung, thành phố Cần Thơ. Tôi không biết nói gì hơn, xin thay mặt cho anh chị em trong ban liên lạc Đồng Hương, Quảng Nam, Đà Nẵng xin chân thành gửi đến quý vị lời chào thân thương, trân trọng nhất và kính chúc quý vị cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, an vui, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa quý vị, có câu thơ: đất khách bao la tình nhỏ hẹp, quê nhà một góc nhớ mênh mông. Thật vậy, anh em chúng tôi từ quê hương miền nắng gió xuôi ngược về đây, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, cùng hội tụ tại trên mảnh đất lành Chim Đầu để cùng nhau an cư lạc nghiệp cho tới ngày hôm nay có cuộc sống tương đối ổn định, nhưng vẫn không quên chùm khế ngọt nơi đất mẹ, nơi có con đường làng xưa lối cũ, có biết bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu. Rồi hôm nay gặp được quý vị nơi đây, chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc, ấm áp nghĩa tình quê hương xứ Quảng. Kính thưa quý vị, qua cuộc họp mặt hôm nay, tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ còn nhiều cơ hội để chúng ta gặp nhau. Và nhân dịp này, tôi xin thay mặt cho ban liên lạc Đồng Hương, Quảng Nam, Đà Nẵng xin chúc quý vị đại biểu, các cháu trong hội khỏe phù đồng được gặp nhiều thành tích cao nhất với nhiều quý chương mang về cho xứ Quảng. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và kính chúc trong buổi tiệc giao lưu này được nhiều vui vẻ. Kính chào quý vị. Đã cảm ơn lời chúc mừng phát biểu của trưởng ban liên lạc Đồng Hương, Quảng Nam, Đà Nẵng. Và tiếp theo đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lê Trung Chinh, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng lên phát biểu. Kính thưa chú Lương Quang Trí, chủ tịch trưởng ban liên lạc Đồng Hương, Quảng Nam, Đà Nẵng tại Cần Thơ. Kính thưa các anh chị là bà con của Quảng Nam, Đà Nẵng sinh sống tại Cần Thơ, các anh chị là hội viên của các câu lạc bộ, kính thưa các anh chị là lãnh đạo của văn phòng ủy ban thành phố Đà Nẵng và các sở ban ngành, lãnh đạo ủy ban nhân cấp quận huyện và các thầy cô giáo của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Hôm nay chúng tôi thật rất là vui và thật sự xúc động để dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa trong cái tình bà con quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng. Một quê hương có truyền thống hiếu học, là quê hương của ngũ phục thể vi, quê hương có truyền thống đoàn kết và tương thân tương ái giúp đỡ nhau. Bằng chứng sinh động là trong những năm vừa qua, giữa Ủy ban thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có sự phối hợp giúp đỡ lẫn nhau. Ngành giáo dục đào tạo của hai tỉnh cũng có sự gắn bó và giúp đỡ nhau để hoàn thành sự nghiệp giáo dục đào tạo của hai địa phương.
Hôm nay chúng tôi về dự buổi gặp mặt này nhân dịp về dự hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 12-13 của Bộ Giáo dục Đào tạo, cũng như khai mạc hội khỏe phụ đồng toàn quốc năm 2012. Có thể nói là trong tất cả chúng tôi, những anh em ngồi đây, quê hương Quảng Nam Đà Nẵng, thật sự xúc động và rất là vui mừng khi bà con của chúng ta, anh em chúng ta đang sinh sống tại Cần Thơ rất là đoàn kết và làm ăn và gia đình rất là hạnh phúc. Chúng tôi nghĩ rằng những cái tình cảm này chúng tôi sẽ lưu mãi và giáo dục cho thế hệ học sinh chúng tôi về cái tình cảm của bà con ở Cần Thơ, nhưng mà luôn luôn ngắm trông về quê hương Quảng Nam Đà Nẵng, quê hương gặp nhiều khó khăn trong chiến tranh cũng như hiện tại gánh chịu nhiều thiên tai. Cuối cùng xin kính chúc tất cả các cô các chú, các anh các chị là bà con của Quảng Nam Đà Nẵng đang sinh sống tại Cần Thơ, cũng như tất cả các thầy giáo cô giáo mạnh khỏe, và chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta tràn đầy niềm vui và ấm cúng. Xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tân Thắng, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam. Các thành viên chủ chốt của Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại thành phố Cần Thơ. Thưa tất cả các anh các chị sứ quản đang có mặt tại hội trường này, kính thưa các bạn đồng nghiệp, cũng như thầy Trinh, tôi và các đồng nghiệp khác chiều nay rất vui mừng và xúc động trước sáng kiến của Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Cần Thơ về việc tổ chức buổi gặp mặt và giao lưu nhân chuyến công tác của hai đoàn cán bộ của ngành giáo dục từ Đà Nẵng và Quảng Nam đến Cần Thơ. Có lẽ có cơ hội này và sự kiện này, chúng tôi mới biết thêm và biết một cách chính xác rằng tại miền đất gạo trắng nước trong này lại có một tổ chức của những người đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng. Chúng tôi mặc dù mới đến Cần Thơ, nhưng qua báo cáo của đồng chí trưởng đoàn của Quảng Nam và kể cả Đà Nẵng, chúng tôi rất xúc động khi được biết các thành viên trong Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại đây đã kịp thời thăm hỏi, động viên và khuyến khích các vận động viên và các cô thầy giáo đang có mặt làm công việc rất là quan trọng của ngành tại đây. Chúng tôi cũng không thể biết và khó có thể đo đếm được là sự tác động của bà con Quảng Nam Đà Nẵng đối với các vận động viên về những thành tích xong rồi, mặc dù cần đắt khiêm tốn hiện nay như thế nào, nhưng rõ ràng là những sự động viên của các anh các chị các cô chú bác đối với các em học sinh, các vận động viên từ chỗ ở đến các sân đấu đã là một vận động viên rất lớn. Đây là một niềm vinh dự rất lớn và sự xúc động rất mãnh liệt đối với chúng tôi. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây, mặc dù không khí nó không trang nghiêm, nhưng rõ ràng với tất cả những tình cảm của những người xa quê, chúng ta có thể chia sẻ được rất nhiều điều. Tôi thay mặt cho các anh chị em của đoàn công tác ngành giáo dục Quảng Nam tại Cần Thơ xin bày tỏ lòng cảm ơn đối với bà con Quảng Nam Đà Nẵng đang sinh sống tại Cần Thơ. Và nếu tôi không nhầm với con số là trên 300 hộ gia đình đang sinh sống tại đây, hôm nay chúng ta có mặt để động viên các em học sinh. Nhưng trước đó rất nhiều năm, tôi biết là các anh các chị bà con Quảng Nam Đà Nẵng của chúng ta sinh sống tại đây đã có nhiều nghĩa cử rất là cao đẹp đối với cư dân của cả Quảng Nam lẫn Đà Nẵng trong tất cả những việc vui buồn của con em quê hương ở quê nhà. Nhân cơ hội này, tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên chủ chốt của Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Cần Thơ. Xin cảm ơn các tổ chức và các cá nhân đã có những đóng góp rất cụ thể để buổi sinh hoạt giao lưu của chúng ta hôm nay chắc chắn đạt được kết quả tốt đẹp. Chúng tôi cũng chính thức xin mời
tất cả bà con Quảng Nam Đà Nẵng hiện đang sinh sống tại đây, nếu có điều kiện thuận lợi xin mời về thăm quê hương. Và hiện nay cả Đà Nẵng lẫn Quảng Nam cũng như tình hình chung của cả nước đang có những bước phát triển rất là vượt bậc. Điều này tôi nghĩ sự chứng kiến của bà con chúng ta khi về thăm quê sẽ là nguồn động viên rất là lớn cho chúng tôi. Và chắc chắn nếu ngày đó xảy ra, diễn ra thì chúng ta sẽ có nhiều chuyện để kể và nghe. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, xin cảm ơn lời phát biểu của ông Nguyễn Tân Thắng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam. Và chương trình giới thiệu của chúng ta đến đây là kết thúc. Và chương trình tiếp theo là tiệc liên hoan và văn nghệ. Để cho cái hội nghị được vui vẻ, tôi xin mặn phép được giới thiệu bốn vị đại biểu của bốn đoàn. Chúng ta lên hát bài Nấu Vòng Tay Lớn để mở đầu chương trình. Xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Lộc đại diện cho Ban Liên lạc Quảng Nam Đà Nẵng. Xin trân trọng kính mời anh Phú Hữu đại diện cho câu lạc bộ Bolero. Và xin mời thầy của đoàn Quảng Nam và thầy của đoàn Đà Nẵng. Xin trân trọng kính mời các thầy. Thành viên của câu lạc bộ Bolero có mặt trong hôm nay. Thưa quý vị, tất cả những cái điều mà tôi muốn nói là trưởng ban đã nói hết rồi. Bây giờ xin thưa quý vị, tôi xin thay mặt Ban Liên lạc Đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Cần Thơ và Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Bolero Cần Thơ, và xin gửi đến lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị quan khách đã đến dự trong buổi lễ hôm nay. Và để mở đầu chương trình văn nghệ, tôi xin gửi đến tất cả quý vị một bài hát của người con Quảng Nam, đó là của Vũ Đức Sao Biển, bài Đường Về. Thank you.
giám đốc sở và những bó hoa tươi thắm. Xin chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn. Cảm ơn hai thầy và hai anh. Xin trân trọng kính mời ca sĩ Phương Oanh sẽ gửi đến chúng ta bài hát được mang tên Về Miền Tây của Tô Thanh Hùng. Phương Oanh xin gửi lời chào trân trọng đến Hội đồng Hương Đà Nẵng. Phương Oanh cũng là người con của thành phố Đà Nẵng, nhưng mà rất lâu rồi cũng chưa về thăm quê hương. Mong rằng sẽ có dịp nào đó sẽ về Đà Nẵng để thăm quê nhà. Và bài hát đầu tiên Phương Oanh xin gửi tặng đến những người đồng hương Đà Nẵng, đó là bài hát Về Miền Tây, cũng như thay lời cho những người Cần Thơ đón chào những người Đà Nẵng. Và xin mời quý vị cùng nghe. Giọng ca ngọt ngào của Phương Thảo. Và ban tổ chức chúng tôi mới nhận được một tin mới nổi. Một tin rất là sốt. Đó là ban tổ chức được trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng tham gia chương trình. Xin mời anh. Gửi đến các anh các vị ở Quảng Nam Đà Nẵng với một ca khúc rất quen thuộc về Đà Nẵng. Đó là một nhạc phẩm quen thuộc của Hoàng Dũng, Đà Nẵng thành phố tôi. Ôi yêu sao những chiều Đà Nẵng xa cách bao năm anh lại về bên em. Yêu sao những con đường mỏi mòn hoa lá nồng nàn thơm gọi bước chân ai. Yêu con đường sông Hàn chiều nay ai bỗng nhịp cầu quay cho đôi bờ đồng Tây. Được mang tên Tình Ca Quê Hương của Duy Khánh. Xin mời anh. Trăng cao tiếng hò lời mẹ ru mẹ tơ dẫn mùi hương quan và cha.
phòng giáo dục quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng sẽ có vui chương trình văn nghệ hôm nay với bài hát được mang tên Đà Nẵng Tình Người. Xin mời cô ạ. Thank you.
anh Đoàn Ngọc Độ, Phó Chủ tịch Nguyễn Sơn, thành phố Đà Nẵng. Xin mời anh ạ. Xin gửi đến một ca khúc là cũng về siêu quẩn của quê mình, để ca ngợi, để tặng cho những người phụ nữ đã có công rất nhiều để tạo nên cái nền tảng mà đi đâu người ta cũng biết là người siêu quẩn. Đó là ca khúc Tình Em Siêu Quẩn, nhạc và lời của nhạc sĩ Trần Ngọc. Xin mời. Anh về nơi xứ hoa, thăm người em phố hội sông Hồ, con nước lừng lờ đôi đưa chùa cô.
có lẽ là trong chuyến công tác này chúng tôi sẽ quảng bá câu lạc bộ này về thành phố Đà Nẵng để chúng ta có những đêm nhạc đường phố tại thành phố Đà Nẵng. Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi. Thank you.
một nhạc phẩm được mang tên Hà Trắng. Đã đến Cần Thơ, một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được mang tên Hà Trắng.
nhiều rồi, chỉ có MC Nguyễn Hà là chưa được ra. Nào nước mùa xuân ba lô trên lưng đơn sơ nhanh lãng dần với quà biên giới anh gửi tặng người thân anh mắc nụ cười
chương trình văn nghệ giao lưu của